Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại màn hình nhỏ TV. Thì Quân xin giới thiệu, Quân đang sinh sống ở tỉnh Yamanashi của Nhật Bản. Thì hôm nay hiện tại đang là mùa thu của Nhật Bản rất là đẹp. Thì hôm nay Quân có mời một người rất là nổi tiếng trên kênh YouTube, đó là bạn Quỳnh Trần. Thì đến để mà tham quan cái cảnh đẹp cũng như những cái ẩm thực ngon, thú vị tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản này. Và đầu tiên xin mời Quỳnh Trần. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì Quỳnh rất là vui khi một lần nữa là được Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản mời Quỳnh đến để mà tham gia để quảng bá du lịch của cái tỉnh này. Và hôm nay nhờ anh Quân, thổ địa của nơi đây, sẽ dắt Quỳnh và mọi người đi để mọi người biết hơn về những cái món ngon, vật lạ cũng như là những cái thú vui tại tỉnh này nha. Một cái tỉnh Yamanashi này là có hơn 70 cái nơi mà sản xuất ra những cái rượu quay và gọi là lớn nhất của Nhật Bản luôn. Và nơi đây là sản xuất hàng năm là xuất ra rất là nhiều những cái rượu quay để mà tung ra thị trường của cả nước người dùng. Tại vì sao? Tại vì ở đây là một trong những cái thiên đường về nho. Và hàng năm vào tháng 8, tháng 9 thì có rất là nhiều những cái vườn nho ở đây. Cho nên là người ta chiết xuất từ những cái nho để mà làm ra những rượu quay này. Thì đặc biệt là hôm nay khi mà Quỳnh đi đến đây thì mình không phải là chỉ thưởng thức không, mà Quỳnh sẽ mời Quỳnh trải nghiệm là đóng cái nắp chai của chai rượu quay và dán cái nhãn cho cái chai rượu. Mọi người ơi, thì nãy giờ thì anh Quân cũng đã nói rồi đó. Bây giờ thì mình hãy cùng nhau để xem cách mà người Nhật là đóng cái nắp chai rượu vang cũng như là làm thành phẩm một cái chai rượu vang như thế nào nha. Mời mọi người cùng đi theo Quỳnh với anh Quân nha. Xin mời. Xin mời. Đầu tiên Quân cũng giới thiệu ha. Thì cái nhà máy này có tên là Silai Yuri. Thì nó có từ năm 1938 rồi. Thì hôm nay ở đây mình sẽ được trải nghiệm một cái cách là đóng một cái chai rượu nguyên chất, nguyên thủy luôn. Như thế nào? Từ cái khâu đóng này cho tới dán lên một cái nhãn đẹp cho nó. Thì hôm nay sẽ có cô đây giới thiệu cho mình. Hi. Yoroshiku negashimasu. Bây giờ thì Quỳnh sẽ qua mình làm thử và trải nghiệm nha mọi người. Và không biết có dễ như cổ làm không anh ha. Đẹp không mọi người? Thì mọi người ơi, bây giờ thì Quỳnh với anh Quân sẽ design cái chai rượu của mình ở phía sau cái nhãn này nha. Đây. Đây của Quỳnh nha mọi người. Ở phía trước thì Quỳnh ghi chữ cảm ơn. Quỳnh ghi arigato. Thanh kiều cái cửa tiệm này là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai, phía sau này thì Quỳnh cảm ơn là thanh kiều Yamanashi đã tạo điều kiện cho Quỳnh để Quỳnh tham gia được cái tour quảng bá du lịch như thế này ha. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ dán cái này lên trên cái chai của Quỳnh nha. Đây là Quỳnh đã hoàn thành xong cái chai của Quỳnh phía trong nè, và đây là phía ngoài. Yeah, mình xem ở đây có nhiều chai rất là đẹp ha. Có từ năm 1938 mà ở Nhật này thì hả, ở Yamanashi này nhiều rượu qua vậy là chắc anh Quân cũng uống hết rồi ha. Đó không, uống hết lệ là không muốn được rượu cho nên là cũng không có thưởng thức được hết cái rượu này, mà trong khi mình đang ở một cái nơi mà phải nói là hàng đầu Nhật Bản về cái sản xuất rượu nho này luôn. Đó, anh biết là những loại nào ngon ngon anh giới thiệu cho em đi, để chút nữa em lựa một ít về tặng gia đình em, tại vì lâu lâu mới có dịp mà. Nếu mà rượu đỏ thì chắc là cái này quá. Cái này là được giải thưởng Gold năm 2021
cho nên là chắc là lên là tốt rồi. Chắc cái này là tốt anh ha. Dạ. Còn nếu mà gũ trắng thì chắc chai này quá, chai này nhìn cũng đẹp nè. Dạ, em thấy ra cái này cũng được nữa ha. Mình biết không? Dạ. À, cái mùa này đang là mùa thu của Nhật Bản. Ừ. Thì Quỳnh đi đến cái Yamanashi thì đang đúng vô cái là mùa hồng, mùa trái hồng. Thì ngoài cái việc mà ở đây người ta trồng cái trái hồng ra để mà ăn thì người ta còn làm thêm một cái cách nữa, cái cách làm của trái hồng này là hồng treo gió. Thì đây là một trong những cái cách làm mà rất là nổi tiếng ở, nếu mà chắc bên phía Việt Nam mình cũng biết đúng không? À, đây là hồng treo gió ha. Thì những cái hồng này á, là ở đây là cái vùng mà gọi là Kōshū. Ừ. Thì cái vùng này là nằm ở phía đông của tỉnh Yamanashi. Ừ. Và khi mà hàng năm á, đến cái mùa này á, thì mọi người dân ở đây, những cái người nông dân ở đây, người ta sẽ trồng trái hồng và người ta làm cái hồng treo gió này. Ừ. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ được trải nghiệm cái cách để mà làm ra được cái trái hồng ngon như thế này. Nghe rất là thích luôn mọi người ơi. Không biết thì cách làm có khó hay không, nhưng mà Quỳnh đứng ở đây là cả một cái vàn mà hồng khô treo gió này thì mấy cô chú bác người Nhật đã làm sẵn hết rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi qua phía bên kia để mà mình trải nghiệm làm hồng khô treo gió của Nhật. À, cảm ơn anh Quỳnh nhiều nha. Rồi, mình xem ở đây các bác đã chuẩn bị cho mình rất là nhiều những trái hồng á. Rồi bây giờ bắt đầu mình hãy cùng với các bác ở đây trải nghiệm cái cách mà để mà làm ra cái hồng khô treo gió này. Dạ. Mọi người ơi, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với anh Quân, mình sẽ làm những cái trái hồng khô treo gió theo cái cách mà người Nhật hay làm nha mọi người. Rồi cô đây, cô bào rất là nhanh luôn mọi người. Quân cũng sẽ bắt đầu mình bào giống như cô chỉ nha mọi người. Rồi cô bào rất là nhanh luôn mọi người. Mọi người thấy giá hồng ở Nhật bự không? Ở Nhật á, là cô nói với Quỳnh là trái hồng này là chưa phải là trái hồng bự nhất nha. Trái hồng ở Nhật á, là có nhiều trái mà làm á, là nó sẽ bự hơn trái này luôn. Có trái tới là nửa ký lô một trái luôn đó mọi người. À, trái hồng ở đây á, thì nó khác với trái hồng ở Việt Nam mình chút xíu. Là cái trái hồng này nó giòn á, cứng ha. Dạ. Nhìn nó cứng ha. Nhìn nó cứng. À. Nhìn ngon ghê luôn á. Đây nè, đây là cái trái mà Quỳnh mới vừa làm xong rồi mọi người. Đây. Nhưng mà vẫn còn cái trắng. Không biết trái của cô còn không ta? Đó, Quỳnh mới làm xong. Rất là siêu to khổng lồ nha mọi người. Quỳnh lần đầu tiên Quỳnh thấy trái hồng siêu to khổng lồ. Một trái là chắc tới 300g mọi người. Và phải nói là cái trái thật sự là rất là to. Trong siêu thị nhiều khi mình đi mua mà không thấy được cái trái to này nữa. Đúng. Đó, bắt đầu bây giờ mình sẽ tới cái giai đoạn là buộc dây cho trái quả hồng. Hai. Và sau đó thì mình lõm cái cọng dây vào trong cái cuốn của cái quả hồng. Là mình không cần cột gì nha mọi người. Ở trên cái trái hồng này đã có sẵn những cái cuốn đó, mấy chú khi cắt đó, để những cái cuốn vậy cho mình dễ gắn vô. Rồi bây giờ mình à, mình chỉ cần để vô xong rồi mình kéo xuống là nó sẽ tự siết chặt cái cuốn lại. Ok. Rồi sau đó tới cái phần ngược lại ha. Làm giống vậy luôn mọi người. Mình thấy làm cách này nhanh mọi người. Mình không cần phải cột luôn á, mình chỉ cần gút vậy thôi nè. Đúng rồi. Là xong. Là mình đã được vậy nè mọi người. Nhanh ghê luôn, hôm nay học thêm được cách buộc dây luôn mọi người. Rồi, nãy giờ vất vả ha. Nãy được như đây rồi. Nãy giờ vất vả được như đây đó. Thì thật sự mà nói cái quả hồng này á, mà muốn làm ra được một cái thành phẩm như vậy á, thì nó tốn cả tháng nữa. Nó còn rất là nhiều những cái công đoạn nữa. Yeah. Thì cái công đoạn bào và cột dây này chỉ là mới làm những cái công đoạn đầu tiên thôi. Yeah. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cùng nhau đi tới cái công đoạn kế tiếp. Yeah. Là cái công đoạn mà hồi nãy Quỳnh có hỏi là làm sao mà để cho nó không móc. Yeah, dạ, thì rồi, đó rồi. Là cái cách mà bây giờ họ sẽ hướng dẫn cho mình là làm. Mọi người ơi, bây giờ thì mình hãy cùng đi theo anh Quân để mà mình cùng trải nghiệm coi cách người Nhật làm trái hồng khô treo gió như thế nào, để cho trái hồng sau khi mà hoàn thành ra xong thì nó sẽ để được lâu và không bị móc nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không, cái khâu này rất là quan trọng ha. Thì phải có cái khâu này, tại vì những cái quả này á, khi mà mình đi phơi hai cả tháng như vậy á, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là sẽ bị móc. Và nếu không á, nếu mà mình không làm qua cái giai đoạn này á, thì cái quả nó sẽ bị hư. Cho nên á, là có
có rất là nhiều cái cách làm. À, có nơi thì người ta bỏ vô luộc hoặc là người ta khử trùng bằng cái những cái hóa chất hay cái gì đó. Thì ở đây thì là có một cái cách làm rất là độc đáo của cái vùng Yamanashi này, tức là họ sử dụng cái bột màu vàng vàng này nè, là gọi là bột lưu huỳnh ha. Bột lưu huỳnh ha. À, bột lưu huỳnh. Và sau đó người ta sẽ đốt ở bên phía dưới cái bột lưu huỳnh này, thì cái khói nó sẽ bốc lên. Thì những cái quả hồng á sẽ được đặt ở bên trong cái bạc màu xanh này. Là đã được khói, đặt bên trong đây. Đặt bên trong thì cái khói này nó sẽ làm khử trùng hết toàn bộ những cái quả hồng bên trong cái bạc này. Thì bây giờ đến cái công đoạn này thì Quân với mình đã trải nghiệm rồi. Dạ. Thì các cái công đoạn phơi và các cái treo gió các thứ thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian rất là dài, là tới khoảng chừng gần cả tháng trời, cho nên là các cái bước còn lại á thì Quân với mình sẽ nhờ lại các bác để mà làm tiếp cái khâu còn lại. Thì hôm nay rất là cảm ơn các bác đã giúp cho mình có một cái trải nghiệm và biết được cái cách làm của trái hồng như thế nào. Dạ. Khi ở Việt Nam á thì khi nói tới món ăn Việt Nam thì người ta hay nói tới phở đúng không? Thì khi mà nói tới Nhật Bản á thì luôn luôn là ai cũng hình dung ra là sushi. Thì ở Nhật Bản á, là đây là cái món này là giống như là một món ăn mà rất là nổi tiếng của Nhật Bản, đó là sushi. Thì khắp cả nước Nhật thì ở đâu cũng có sushi thôi. Nhưng mà khi mà đến Yamanashi này thì ở đây cũng có một cái quán, có một cái tiệm mà rất là nổi tiếng. Thì cái tiệm này có một cái loại sushi. Cách làm cái sushi nó cũng có hơi khác khác một tí so với lại các cái sushi của các cái vùng miền khác. Cho nên hôm nay là muốn giới thiệu cho Quỳnh để mà cùng thưởng thức thử coi nó khác cái gì so với sushi của các cái vùng khác của tỉnh ở Nhật Bản này. Thì mọi người ơi, thông thường thì ở Nhật á thì sushi sẽ được bán rất là nhiều và hầu như là hải sản tươi sống á. Cho nên là hôm nay Quỳnh đến đây, nhưng mà điều đặc biệt hơn là trên núi thì mình vẫn có thể ăn được những cái loại sushi tươi ngon như là ở dưới vùng đất liền, như là anh Quân mới giới thiệu nha. Và hôm nay thì Quỳnh thấy một điều rất là đặc biệt ở trên những cái miếng sushi hôm nay Quỳnh ăn á, thì thấy là đã được rưới cái phần nước sốt nha mọi người. Rưới cái phần nước sốt lên thì Quỳnh không biết là cái vị nó vừa chưa, cho nên là mình sẽ ăn phần nước trước và sau đó thì mình sẽ cho nước tương vào chấm sau nha. Ở Nhật Bản á, các cái tiệm sushi ở các cái thành phố khác á, thì đầu tiên á, cái sự khác nhau của nó là cái sushi với lại miếng thịt á, nó sẽ nhỏ hơn. Đúng nhỏ hơn, nó vừa với miệng mình một lần một lần ăn. Cho nên ai ăn sushi á thì mình có cắn đôi ra mà để vào miệng một lần thôi. Rồi xong rồi cái thứ hai nữa là cái nó sẽ không có cái nước sốt chan lên như vậy, sẽ chấm vào nước tương. Nhưng mà cái sushi của cái Yamanashi và đặc biệt là của cái tiệm Uoyasu đây thì là cái có chan một cái nước sốt, và cái vị nước sốt này thì nó hơi ngọt. Nhưng mà cực ngọt. Quân sẽ thử là sushi lươn. Ở phần phía trong của tôm mình ăn á, nó có rất là nhiều wasabi nha mọi người. Nó làm cho mình là khi mà mình ăn vào á, nếu mà mình chưa có quen á, nó sẽ nồng cái wasabi lên trên tới mũi. Đó là điều em cảm nhận. Và cái phần nước sốt mình ăn á, nó rất là ngon. Cái nước sốt này em thấy nó quen quen. Nó giống như là cái phần nước sốt mà bỏ ở trên cái lươn nướng của Nhật anh ha. Nếu mà nói thật sự thì cái nước sốt ngon mọi người, cho nên nó làm cái miếng, nó làm cho cái miếng sushi nó ngon mà mình không cần phải chấm với lại nước tương soju Nhật nữa nha.
Và thật sự thì mặc dù ở đây là vùng núi nhưng mà những loại cá và những cái hải sản này cũng rất là tươi, rất ngon. Cái cách bảo quản và cái cách vận chuyển thế này của họ cũng giữ được cái độ tươi và ngon của sushi.